Cửa hàng âm Thanh Vãi 197 xin được gửi lời kính chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay tiếp tục lên sóng với những cái series thanh lý về những dòng loa full bass 30 các bác nhé. Và 330 thì cách đây một vài hôm thì em có rất là nhiều những cái video và thanh lý loa 30 và lượng hàng đi cũng nhon nhon rồi các bác ạ. Đấy, thì ngày hôm nay thì sẽ là tiếp tục với những cái sản phẩm tiếp theo. Trước mặt các bác đây là hai đôi loa ZSG nhé. ZSG các bác ạ, đây là đang có một chút tạp âm ở mọi người ở ngoài cho nên là hơi ồn, các bác thông cảm chút nhé. ZSG này là một thương hiệu của Đài Loan các bác nhé. Và đây là cái đôi loa mà sản xuất dành riêng cho thị trường Đài Loan, với người ta gọi là bản limited đó, bản giới hạn cho thị trường Đài Loan á. Đây thì em hiện tại còn hai đôi, và cái loa ZSG này cái thời điểm trước đây bọn em bán cái đây tầm một tháng có một cái livestream rất là lớn bán cái loa ZSG này rồi. Lần đó thì bọn em nói chung là bán trong một cái đêm, bán sạch xanh xanh luôn, veo luôn cái là hết. Nhưng mà trong cả lô thì bọn em mua theo cái diện là không báo sống các bác nhé, cho nên là có hai cặp là bát zin nhưng mà tép là tép bị lai các bạn, tép không phải là tép của ZSG mà là dòng tép của khác, tất nhiên là vẫn là cái tép bãi xịn thôi. Nên là hôm nay thì sẽ có còn dư hai cái đôi này để bán cho bác một giá rất là rẻ. Thì cách đây một tháng thì một đôi loa ZSG này bọn em bán với giá là 7.400.000 đồng một đôi. Thì ngày hôm nay bác nào mà lấy thì để cho bác một cái giá rẻ hơn, giảm đi cho bác 1.000.000 nữa, còn 6.400.000 đồng một đôi các bạn nhá. 6.400.000 cho bác hẳn 1.400.000 luôn. Đấy, giảm cho bác hẳn 1.400.000 luôn, còn 6 triệu một đôi như thế này. Đây, ZSG này các bác nhá. Thứ nhất là các bác sẽ thấy đây, đôi loa này nó sẽ là dạng thùng lệch nhá. Thùng lệch sơn là màu đen, ê căng màu đen luôn. Và cái form này các bác nhìn thấy form này khá là quen thuộc đúng không ạ? Đây, tem logo ZSG đây các bác này. ZSG Professional Audio nhá. Đây, bát là cái dòng này thì có một cái điểm nhấn cực kỳ lớn với dòng này mà lát nữa sẽ quay cho bác trong cái phần nội thất của nó. Đó chính là cái bát của nó được thiết kế cho bác một cái bát cực kỳ khủng luôn. Lưu ý các bác là hai đôi này thì tất cả đều là zin nhé. Hai đôi này thì bát là bát zin, tất cả mọi thứ zin, có mỗi cái tép là tép khác thôi. Đây thì các bác thợ em cũng đã ghi chú lại đây để khi mà em bán hàng thì em sẽ phân biệt cho các bác đây. Zin và tép khác nhé. Zin là tép khác, có nghĩa là chỉ riêng mỗi cái con tép là không phải tép của ZSG thôi. Tuy nhiên có khi các bác lấy được cái model này nó còn đẹp hơn cả ZSG, và các bác biết vì sao không? Vì là cái tép của những cái dòng này thì em sử dụng những cái tép vẫn là cái tép bãi xịn thôi, và có khi nó còn chất lượng hơn. Trong đó có những cái đôi tép sử dụng cái tép BNC thì lát em sẽ quay cho bác xem sau. Đây về cái thông số phía sau các bác có thể thấy đây. Cái này thì các bác muốn xem lại thì trên cái video của em thì có rất là nhiều rồi. ZSG Audio Limited và Made in Taiwan, sản xuất tại Đài Loan nhé các bác nhé, chứ không phải sản xuất tại Trung Quốc. Và đây là cái bản limit của ZSG Audio và dành riêng cho thị trường Đài Loan này. Mã model là F12 nhé, với hai ca đờ lỗ music vào, link và input là đờ các bác kéo link ra. Phía sau thì có một cái lỗ cầm, đây, lỗ cầm các bác có thể là cầm di chuyển những cái đôi loa này đi. Đây, ốc ít thì tất cả mọi thứ là ok các bác nhé. Thông số ở đây các bác sẽ thấy này, thì thường là cái này nó chỉ ghi cho bác là 8 ohm thôi. Những cái form của Martin thì ít khi nó ghi công suất. Vậy thì với cái dòng như này thì tầm dao động của nó sẽ là tầm 350W một chiếc, và kháng trở là 8 ohm. Mà cái độ nhạy của nó sẽ đạt ở mức là 98 dB các bác ạ. Và sau đây xin mời các bác đến với phần nội thất bên trong của anh nha. Đây là cái phần nội thất bên trong của lồng loa ZSG các bác nhá. Thì như em đã nói với các bác rồi, dòng loa ZSG này có một cái điểm nhấn cực kỳ đặc biệt luôn. Đó là đây là một dòng loa bass 30 nhưng mà sử dụng một cái từ cực lớn luôn các bác nhá, một cái từ 22 các bác ạ. Đây 22. Và cái màng của loa là giống như cái giọng loa của loa Mỹ, dòng loa JBL. JBL các bác nhá. Đấy, cái dạng màng trắng như thế này. Một cái bát từ cực lớn luôn và các bác đã biết rồi. Với những dòng loa mà sử dụng cái bát từ như thế này, cồn 76 thì nó sẽ cho các bác một cái tiếng bát cực kỳ bạo lực luôn, rất là bạo lực các bác nhé. Dòng này thì đảm bảo các bác là bác nào thích tiếng bát nó uy lực mạnh mẽ như là MUF, như là New Pro, như là DK thì chọn ZSG này cũng là một cái sự lựa chọn khá là hợp lý các bác này. Đây các bác cho bác xem cồn nhé. Đấy, đây cồn 76 bác nhện vàng ươm luôn. Đây cái màng loa này. Đấy. Đây. Và trên cái bát này thì nó sẽ có số email, số semi email và seri các bác này. Đấy. Còn với dòng này thì nó sẽ dụng cho các bác một con tép. Tép này thì lẽ ra thì là nó phải là cái tép của ZSG cơ. Nhưng mà bọn em cái tép ZSG là cái lô mà bọn em về đến đây thì là nó bị
hơi tép, cho nên bọn em không muốn dùng cái tép đó đi sửa đi để lắp vào lại cho bác, cho nên bọn em dùng cái tép khác. Đây là một con tép của thương hiệu là PHD các bạn nhé. Đây là tép của PHD. Thì hôm vừa rồi bọn em cũng có một lô PHD. PHD lẽ ra phải là chép neo cơ, nhưng mà lại lấy phải cái lô PHD chép thường này. Và bên kia họ cho thêm mấy cái tép các bác ạ. Họ cho thêm mấy cái tép cho nên có cái tép của PHD này. Thì thực ra tép của PHD này nó cũng tương đương với những cái dòng tép của dòng loa GSG. Nó không có quá nhiều điểm khác biệt các bác ạ. Quan trọng nhất là các bác vẫn có cái điểm nhấn của đôi loa là chiếc bát này các bác này. Bác vẫn có một cái điểm nhấn của đôi loa chính là chiếc bát này. Chỗ của bác một cái tiếng bát cực kỳ bạo lực luôn. Đấy, không nó cũng thực ra nó cũng không khác gì một cái đôi loa zin cả đâu các bác ạ. Không khác gì một đôi loa zin với cái chất âm của thằng loa sử dụng cái tép của thằng N ấy. Thằng PHD này thì nó cũng vậy luôn. Đấy. Còn về phân tần là cái này em để ra ở ngoài thì nó hơi bụi bặm một chút các bác nhé. Các bác nhìn phân tần của nó đây, phần tần cực xịn luôn. Tụ là cái tụ của Alpha nhá. Đấy, Alpha sử dụng 3 cuộn cán bát chép. Trong đó có 2 cuộn cán của tép và 1 cuộn cán của chép, chở là chở sứ các bác nhé. Bông là bông dạng bông nệm nhá. Bông là dạng bông nệm giống như dòng loa Mỹ ấy, nó gần một số cái tính chất tương đương với dòng loa của JBL. Đây, và thằng này thì nó sẽ có một lỗ thông hơi phía trước các bác nhá, một lỗ thông hơi phía trước. Đấy thì như em đã nói về các bác rồi. Thì hiện tại thì đôi này em sẽ giá cho bác 1.400.000 so với giá gốc. Giá gốc của đôi này đang là 7.400.000 thì bác nào mà lấy em sẽ để cho bác với giá 6.000.000 thôi. Các bác mua hàng thanh lý bên em nhưng mà nó chất lượng nó vẫn tương đương, họ thậm chí là hơn cả cái chất lượng của cái dòng loa bản bản gọi là mình gọi là zin đấy. Đấy. Cái này là nó vẫn rất là ok các bác nhá. Hôm qua thì em có đăng lên cho bác một cái clip mà có một cái ca sĩ người ta hát bằng cái mic Beyer và cái đôi loa Martin. Đố các bác biết là Martin gì? Đó chính là một đôi loa Martin mà bắt line. Martin bắt line của bên em các bác ạ. Bác khách kia bác mua có giá có 6.000.000 một đôi thôi. Nhưng mà về khác ai cũng khen hay cả. Tấm tắc khen hay các bác ạ. Đấy, nên các bác biết rồi cái khi mà các bác dùng cái dòng line có khi nó còn được cái chất âm nó còn ok và tuyệt vời hơn. Và tất cả những cái dòng này đều là bát xịn, chép xịn của những cái thương hiệu mà em đã từng bán, nên các bác sẽ có những cái hàng rất là ngon các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Xin nhắc lại một lần nữa là giá là 6.000.000 một đôi các bác nhá. Xin chào các bác ạ. Bát 30 các bác nhá.